Anh ra đây. Ủa, thế gửi giúp em. Mẹ, ủa, hai đứa sao bữa nay chủ nhật mà đi làm? Hôm nay chủ nhật nhưng mà anh ấy sắp ký một cái hợp đồng vô cùng quan trọng, cho nên ngày nghỉ cũng vẫn phải đi làm. Đúng rồi mẹ, để con nói cho mẹ nghe hả? Cái hợp đồng này là vô cùng quan trọng. Con mà ký được là cuộc đời con lên hương. Mẹ thích gì con mua hết. Trời ơi, chúc mừng con trai yêu quý của anh. Anh đi chúc anh may mắn nhá. Ký được hợp đồng lớn về dắt em đi shopping ăn mừng nhá. Em thích gì anh cho đó. Em đi theo con đi làm nha mẹ. Con ở đây ngồi mẹ. Con biết không, mấy bữa nay á, cả cái xóm này người ta đồn chú Hai Teo, con có biết không? Mẹ xóm này đồn chú Hai Teo dù gì? Trời ơi, tao nói bất bình thường lắm nha. Bất bình thường? Ừ. Mọi lần đó là cứ sáng sớm ra là thấy cái miệng của ông từ làng trên tới xóm dưới, ông đi ông đồn thổi rồi ông ấy... Nói chung á là ông đi nói xấu người khác không ha. Đúng rồi. Đúng thôi. Vậy đó mà thời gian gần đây á, tự dưng á, ông thay đổi. Lúc nào cũng đeo khẩu trang vậy nè. Mà đi ra đi vô thậm thà thậm thục, mà hả làm như né mọi người hay sao á con. Có những bữa đó là đi từ sáng rồi tới chiều đi ngang đây này lâm lũi quét qua một cái. Còn có những bữa đó mẹ không thấy ổng ra, nhưng mà nghe trong nhà của ổng không hề có một cái tiếng động nào hết. Ghê vậy. Mẹ nói cũng mới để ý, bữa giờ là không thấy chú Hai đâu luôn á. Kỳ lắm con. Lỡ chú Hai có cái gì đó phải giấu giếm, có khi nào bị bệnh truyền nhiễm không? Thì ấy cơ, sao con đi đi, con đi đi. Ờ đúng rồi, ký hợp đồng quan trọng hơn, ký hợp đồng quan trọng hơn. Truyền nhiễm hả? Vâng. Con nghe, truyền nhiễm thì không có đâu. Là tại vì vậy nè, nếu mà ông bị truyền nhiễm đó thì chắc chắn á, là ông sẽ đi ông hê từ làng trên tới xóm dưới. Đến chi để mọi người phải tới thăm non mua quà mua cáp cho ông. Chắc này chắc bận tiện nhiều cái kỳ cục lắm. Thế cuối cùng là sao nhỉ? Có khi nào á, cha đi buôn lậu. Đúng. Chính xác. Con nghĩ là ổng đi buôn lậu rồi. Con đi làm đi cho tốt cái thằng này. Không, mày ký hợp đồng. Không, chuyện hợp đồng quan trọng. Đúng. Nhưng chuyện chú Hai quan trọng hơn. Bởi vì sao mẹ? Mình là làng xóm với là chú Hai. Chú Hai làm một cái chuyện phi pháp như vậy á, là sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình mình, rất là nguy hiểm. Bởi vậy con phải đi điều tra coi chú Hai có làm gì mờ ám hay không, để con đi qua bệnh. Ủa hợp đồng nữa chứ. Trời ơi, chị vô đây, em nói chị vô đây. Chị cứ lề mề hoài á. Chuyện làm... nghiêm trọng tới nơi này. Thiệt tình. Tư đang nấu bếp, đang thử đồ ăn nhồm nhoàm trong miệng mới đẩy lên đây được. Nấu bếp hả? Chết không? Đó, chính cái chuyện mà tối ngày chị cứ lo đầu tắt mặt tối vô chuyện bếp nút, nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chị mà chị không biết. Thế mấy hôm vừa rồi chị nấu ăn tệ lắm à? Không. Anh ấy than phiền à? Không. Chị có nấu ăn bao giờ ngon đâu mà. Vấn đề bây giờ á là chị không được tập trung bếp nút nữa, chị phải lo chồng chị đi. Chị có biết là trong xóm mình vừa có một con hồ ly tinh nó dọn đến ở không? Ý em là sao? Dễ sợ lắm. Con này hả? Nó đẹp thì là đẹp nha, mà tao nói nó sexy, trời ơi, tao nói dòng nào nó ra dòng đó nè. Mình phải ứng ra vậy nè, mới bằng nó luôn á. Mà nó mới dọn đến này đó, nó ở phía bên kia kìa. Đó. Em đảm bảo một ngày đẹp trời thế nào nó cũng qua bên quán mình nó uống cà phê. Rồi nó dẹo tới nó dẹo lui, nó lượn tới nó lượn lui. Xong rồi sao nữa, chồng chị anh Tú và chồng em anh Hải thế nào cũng bị con quỷ đó nó quyến rũ, cám dỗ cho coi. Nên bây giờ mình phải chặn trước. Thế à? Đúng, mình phải chặn trước. Bởi vậy em muốn chị hợp tác với em. Nhưng không sao đâu, bởi vì chị biết rất rõ về anh Tú. Anh ấy trên đời chị yêu có một mình chị mà thôi. Mấy con mẹ mà hay đi đánh ghen á, là hồi đầu bà nào cũng nói vậy á, y chang à. À, đến lúc mà chồng cắm sừng mình là coi như là bổ ngựa luôn á. Không tin đúng không? Anh ấy mới tặng quà cho chị rất là nhiều quà, muốn xem không? Thôi để khoe luôn để cho ghen tị trời này. Cái gì ấy nhỉ, ống nhòm à? Ủa, bộ chị sắp đi săn thú hay sao mà anh tặng chị ống nhòm vậy? Không có. Cái này chắc anh ấy để anh ấy chơi cái gì mà. Vậy hả? Đây này. Nhìn đẹp quá ha. Đây này.
chai nước hoa hiệu show Felicita này này. Dễ sợ. Ý đấy. Này nhìn dễ thương nè. Hay đó ta. Nước hoa của Ý, nhiều thế chứ này. Cái. Cái gì đấy? Con quỷ cái. Trời đất ơi, gái đứa mất nết, vô ý vô tứ dễ sợ luôn. Trời chị coi nè, nó nghĩ sao mình mà hả? Nó treo đồ lót, trời ơi khô mực khô đuối gì búa xô nó treo trước cửa nhà nó trời. Trời ơi, rõ một luôn á. Nhà ai? Nhà chị làm gì có cái phơi đồ lót nào ở ngoài đấy? Cái con quỷ cái mà em nói vậy mới dọn đến đấy. Đó. Ui giời ơi. Ôi. Tầm thế. Ui vô tứ nhỉ. Con gái con đứa gì mà treo gì. Trời ơi. Trời ơi, ta nói hình trái tim, hình bướm bướm gì, trời ơi, hình tam giác búa xua luôn. Có cả dây đấy, có cả cái kiểu mà dây ấy nhỉ. Ui kinh quá chị ơi. Sao lại phơi ra đây để cho đàn ông con trai nhìn mà để đi lên mà với mình à? Đúng rồi, em nói cho chị nha. Thằng nào mà nó đứng ở cái vị trí này nó nhìn qua là coi như thấy rõ mồn một luôn á. Đúng. Trời ơi, ta nói là con đó nó thay tới cái gì cũng thấy luôn chứ đừng nói là thay đồ không nha. Trời ơi. Đang thay đồ ở tại đây. Thì cái ống nhòm nó quá tốt luôn nè. Ui thì lấy kính tởm. Nó giống như thế. Nó cứ đứng trước bàn nhân viên hạ nó thay đồ. Nó bảo các anh ơi hãy nhìn em đi. Bắt lên với em đi. Kinh khủng cái loại gái như vậy. Loại gái này khủng. Loại gái này phải cho treo cổ lên. Treo cổ nó xử chạm nó luôn đi. Loại này bây giờ đàn ông mà cứ đi ra đây đứng một cái cầm ống nhòm lên một cái là nhìn ngay thấy nó. Đúng rồi. Nhìn ngay thấy nó đang thay đồ. Mà chị yên tâm phải thằng nào mà nó đứng được cái vị trí này nè nó mới nhìn rõ được. Cái gì nó chỉ có anh túi nhà chị chứ còn ai. Đúng rồi chứ vị trí khác không nhìn. Anh tôi chồng chị đi ra đây đứng xong rồi hướng lên nhìn nó thay đồ xong rồi nhìn nó cởi hết cả đó. Anh thương chịu anh thương chịu. Chị làm đi. Không. Đúng vậy xử liền đi. Để coi ngày hôm nay chú hai Teo chú định làm cái gì nha. Đã có xe lúc tú ở đây thì đừng học làm chuyện mờ ám. Sao cay bắt dí vậy chị? Cay bắt quá. Ôi, anh ơi anh bị làm sao thế? Em ơi. Làm sao thế anh? Anh không hiểu. Sao tự nhiên mà anh cay bắt quá trời quá đất rồi. Thế à? Thế à? Thế anh nhìn cái gì bậy bạ cho nên là mới bị cay mắt đúng không? Bậy bạ cái gì em nói bậy không à? Anh nhìn đúng nơi đúng chỗ đàng hoàng. Thế làm sao mà bị cay mắt? Thế cho chừa cái tật mê gái. Trời ơi. Chừa cái tật dòng. Cái kiểu này á làm như là qua hai chét ớt vô cái ống nhòm của anh à. Chả biết. Thì cái anh mà biết đứa nào mà chét ớt vô ống nhòm của anh là anh không có tha đâu. Ôi dạ. Thương thế. Đàn ông đã ngã rồi. Có cần em giúp đứng dậy không nào? Khỏi cay mắt thôi à. Sao? Thế. Hôm nay yếu đuối quá. Ôi ôi. Thường thế. Đấy, lần sau thì chừa nhá. Đừng có nhìn bậy bạ nữa để khỏi bị mù mắt nhá. Nghe chưa? Thật là sung sướng. Mình cảm thấy thật là phởn trí. Đừng có đụng đến em nhá. Đừng làm cho em nổi điên lên thì anh chỉ có thiệt mà thôi. Rồi mày ơi, không làm tới cái gì nữa. Mày. Con làm cho anh... Trời đất ơi. Chuyện ghê lắm, nguy hiểm lắm. Xin thông báo với mẹ nha, thông báo với vợ nha. Anh phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng. Trời, cái mắt con bị gì ghê quá vậy? Bỏ qua cái chuyện con mắt đi, cái chuyện này nó quan trọng hơn nữa mà. Mấy đêm nay ngày nào, đêm nào còn ráng thức. Con dâm một cái ống nhầm này nè. Con dâm một cái ống nhầm này. Còn phát hiện ra ông hai làm việc rất là mờ ám. Ông à, ông lén lút. Ông đóng gói trong một cái bao đen. Đóng gói cái gì con chưa phát hiện được. Nhưng mà có theo suy đoán của con là ông giết người chặt xác bỏ vô bao. Cái đó là con lầm hết trơn.
chú Hai Teo là không có giết ai được trên cuộc đời Âu Trọc mẹ trơn á. Con nhìn ổng đi, đây nè, cái con người của ổng á nó chỉ bằng một phần đùi của mẹ thôi. Ông không bao giờ ông đi giết ai được, con đừng nói bậy. Tọc mạch tò mò là có ha, cái con người nhiều chuyện hay đơn đặt là có, chứ còn giết người là không dám. Không, mẹ đảm bảo luôn. Nhưng mà đúng là lỡ mà chú bỏ thuốc độc vào, chú đâu cần phải hành động đâu. Có mẹ nhỏ mà bỏ thuốc độc vào. Bữa giờ mẹ có để ý không? Hành tung của chú Hai rất là bí ẩn. Có. Làm cái gì cũng hả lập lờ. Mà có. Tại sao cái điều mà con quan sát thấy là lén lút bỏ đồ vô bao đen. Bao đen để làm gì? Để che mắt thiên hạ, để cho người ta không thấy được cái gì bên trong. Mà bên trong thì giấu cái gì? Bao bự vậy không? Chỉ có xác người đó chứ còn gì nữa. Thấy quá vậy ta. Có khi nào mà ông bị biến thái không? Con ơi, bây giờ vậy, thôi bây giờ cứ để chắc ăn đi. Con báo công an đi. Con gọi công an xuống luôn rồi. Ừ thôi vậy cũng tốt. Hả? Trời ơi. Chết. Dạ. Dạ. Ông đi đâu vậy? Lát đi qua hỏi nhà chị có cái băng keo không? Băng keo bản bự vậy nè, có không? Băng keo không? No, tất nhiên là không, no rồi. Em gì vậy? Tự nhiên nó con gì vậy? Thì nhà mình có trong bếp vậy? Không có. Vậy? Em có biết là em đang tiếp tay cho kẻ sát nhân hàng loạt không? Hiểu chưa? Không có chưa? Vậy nó nhỏ nhỏ gì vậy? Nè, bây giờ nhà này có hay là không? Trả lời đàng hoàng, người có người không là sao? Không. Nè nè, tôi tính đi mượn băng keo bự vậy nè, để tôi quấn mấy cái bao rác đen, hiểu không? Quấn, quấn cho nó chắc, cho nó kỹ lại, cho nó đừng có bị rách ra, hiểu không? Đó, bảo quản, hiểu không? Đó, mà bây giờ không có phải không? Tôi qua nhà khác tôi mượn. Quên nữa, nhà chị có mấy cái bao bự không? Bao để đựng đồ mà bự để mà. Làm gì? Thì để nhét cái gì đó nó bự giống như. Bự cỡ nào? Thì cỡ người vậy nè, cỡ con người. Bự nhét được con người ta phải không? Nhét con người ta vô. Không. Đúng rồi. Nhét cái này là không ấy, là con ngã chắc được. Vậy? Mặc dù nó là dâu thiệt, nhưng sống mái với ông nha, ông đừng có giết con tôi nha. Ông mổ nội tạng, ông buôn bán nội tạng hay sao vậy? Đúng rồi. Hả? Bây giờ ông chuyển qua cái ngạch buôn bán nội tạng đúng không? Trời ơi, tôi phải công nhận. Mẹ. Bà đẹp nha, mà bà mở miệng ra bà ác dễ sợ. Ông giết người. Tự nhiên bà nói giết người hàng loạt đây, rồi công an ập tới đây bắt tôi rồi sao bà nói? Ông á, tôi nói cho ông biết, ông giết rồi ông chặt xác người, ông bỏ vô bao đen, ông đi mượn băng keo, đặng mà ông dán lại, ông phi tang, ông dục cho thùng rác đúng không? Phim đó phim gì vậy? Bà mới coi phim kinh dị vậy? Phim đó chú đóng đó, con theo dõi chú, con nhìn qua nhà chú bữa giờ con thấy chú làm cái điều đó đó. Hồi nãy mày nhìn qua tao mắt mày á hả? Đúng rồi. Trời ơi, tao thấy mày hết trơn à, tao thấy mày còn dòm, ống dòm qua nhà tao mắt mày đó. Thì nhờ nó vậy mới biết. Tôi nói cho cái đại gia đình nhà chị biết nha. Ăn bậy thì được, mà nói bậy là không có được, thấy không? Sở dĩ tôi qua đây mà tôi xin mấy cái bao bự là để tôi về tôi đựng đồ đi từ thiện, nghe chưa? Tôi xin nguyên cái khu phố mình nè, đồ cũ, đồ mà người ta không mặc, tôi gom lại rồi tôi bỏ giặt sạch sẽ, tôi xếp, tôi ủi là tôi xếp vô mấy cái bao đen đó, tôi dán băng keo lại, tôi đi cho những cái người nghèo, cho người ta mặc, tội nghiệp người ta. Vợ yêu luôn bên ta, và khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao. Con muốn chữa muốn mà chứ. Lục lời tin nhắn, con ngăn cản cô. Từng xu nè, cũng ngăn cản cái vận mệnh của cô, không cho con thăng tiến trong cuộc đời này. Anh ơi, em đã tình yêu ngược đời quá. Từng yêu ta đi chung. Mày sửa mỗi ngày, mày sửa tới lần thứ ba mới được. Lấy cái xu, mày nói là của nhau, nhắn lời, nhắn nó hạnh nhau, nhà vợ yêu. Quấn lên được năm đầu, năm năm sau mày đụng bại, ba trời, mày không có chỗ dung thân.